Thời gian để con người có thể sống sót là không dài, nếu bị đẩy vào vũ trụ mà không có đồ bảo vệ. Du hành trong không gian mang đến loạt thách thức với môi trường khắc nghiệt. Vì vậy, điều quan trọng là con người phải tái tạo lại các điều kiện sống như trên trái đất để sống sót. Bộ đồ cho phép các phi hành gia thám hiểm bên ngoài tàu vũ trụ trong thời gian ngắn bằng cách cung cấp không khí, nước, áp suất và sự bảo vệ vật lý cần thiết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không có bộ quần áo phi hành gia tồn tại? Thiếu hụt oxy. Trong một thời gian rất ngắn, chỉ từ 10 đến 15 giây, bạn sẽ bất tỉnh vì thiếu oxy. Stefan De May, một quan chức chiến lược cấp cao tại Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA, cho biết. Oxy bắt đầu nở ra và phá vỡ phổi của bạn, sẽ toạc chúng và sẽ khiến máu bạn sôi và sủi bọt. Điều này ngay lập tức sẽ gây tắc mạch và có tác động nghiêm trọng đến cơ thể bạn. Các chất dịch cơ thể như nước bọt và nước mắt sẽ bắt đầu sôi lên. Cơ thể con người sẽ nở ra, nhưng làn da đủ đàn hồi để đối phó với sự thay đổi áp suất. Vì thế, những hình ảnh khủng khiếp về con người phát nổ trong phim là không chính xác. Tình trạng chết não sẽ xảy ra trong vòng vài phút, trừ khi con người được giải cứu và đưa trở lại môi trường giàu oxy, áp suất của tàu vũ trụ. Nhiệt độ khắc nghiệt. Ngoài việc cung cấp oxy, bộ đồ phi hành gia còn bảo vệ các phi hành gia khỏi những nguy hiểm và tổn hại khác. Đó là vấn đề nhiệt độ, các mối đe dọa liên quan đến bức xạ và vi thiên thạch. Bộ đồ phi hành gia được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ vật lý cho các phi hành gia ngoài vũ trụ. Cho dù một phi hành gia đang ở dưới ánh sáng mặt trời hay bị che khuất khỏi mặt trời, họ sẽ phải trải qua nhiệt độ khắc nghiệt từ âm 150 đến 120 độ C trong quỹ đạo trái đất thấp. Những điều kiện này sẽ gây bỏng hoặc đóng băng dù không xảy ra ngay lập tức, vì nhiệt độ cơ thể không dễ dàng thoát ra ngoài trong chân không. Bộ đồ cũng bảo vệ con người khỏi các loại bức xạ. Nếu các nhà du hành tiếp xúc dài với bức xạ điện tử từ mặt trời sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe và tăng nguy cơ ung thư. Đồng thời tia UV cũng sẽ làm bỏng da, nguy cơ tiềm ẩn từ các hành tinh khác, những thiên thạch nhỏ và mảnh vỡ không gian gây ra mối nguy hiểm khác. Chúng di chuyển với tốc độ vài hoặc hàng chục km mỗi giây và là mối đe dọa đối với các vệ tinh, tàu vũ trụ và phi hành gia đang đi bộ hoặc thực hiện các hoạt động ngoài không gian. Những mảnh vỡ này khó có khả năng ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của phi hành gia không có đồ bảo vệ do khả năng va chạm rất nhỏ. Nhưng, bộ đồ phi hành gia được thiết kế với nhiều lớp để giúp bảo vệ các phi hành gia khỏi bất kỳ thiên thạch siêu nhỏ hoặc mảnh vỡ không gian nào có thể bay xung quanh quỹ đạo. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.